tham gia bạn muốn hẹn hò khi đã trải qua một lần đò. Cặp đôi Lâm Lê Mỹ Anh 30 tuổi và Nguyễn Anh Tuấn 30 tuổi đã nhận được sự đồng cảm từ đối phương cũng như khán giả với những gia dấp của họ trong cuộc sống hôn nhân trước đây. Chị Mỹ Anh lấy chồng từ năm 20 tuổi, đó cũng là mối tình đầu tiên của chị. Mối tình sâu đậm kéo dài 7 năm ấy những tưởng sẽ mang lại hạnh phúc cho Mỹ Anh khi họ có với nhau một cậu bé trai, nhưng niềm tin cùng tình yêu ấy đã đứt gánh giữa đường. Cách đây 3 năm, Mỹ Anh phát hiện chồng mình ngoại tình và dù vẫn còn rất yêu chồng, chị đã quyết định ly hôn trong vòng 1 tháng. Chị Mỹ Anh nghẹn ngào khi nói về thời điểm mình mới ly hôn. Còn ở bên kia hàng rào, anh Tuấn cũng không ngần ngại chia sẻ chuyện cũ. Anh mở một cửa hàng chuyên về dệt quay, thời gian đầu kinh doanh không được thuận lợi nên vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, lục đục. Vợ của anh không chấp nhận cuộc sống khó khăn nên cũng đã rời bỏ anh. Vết thương từ những người cũ mang lại khiến cả hai nhân vật khép mình trong khoảng thời gian dài và giờ cũng là lúc họ mở lòng mình khi tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò. Cả hai đều mong muốn tìm một nửa thực sự yêu thương, đồng cảm, biết quan tâm chăm sóc cho mình cùng gia đình. Anh Tuấn cũng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trước đây của mình. Thời điểm khi hàng rào ngăn cách trên sân khấu được kéo ra, khi được gặp nhau trực tiếp, chị Mỹ Anh và anh Tuấn đã cùng nhau vẽ nên rất nhiều dự định, cùng nhau chia sẻ về trách nhiệm với đối phương trong cuộc sống gia đình. Cả hai tỏ ra vui vẻ, thoải mái khi trò chuyện cùng nhau, nhưng tới phút cuối cùng anh Tuấn lại từ chối bấm nút hẹn hò. Khoảng khắc quay ghế lại nhìn kết quả, chị Mỹ Anh đã thực sự bị bất ngờ, chị chỉ kịp thốt lên tiếng ôi đầy ngượng ngùng. Tất cả những người theo dõi Bạn Muốn Hẹn Hò đều cảm thấy khó hiểu với quyết định của anh Tuấn khi chỉ vài phút trước đó anh tỏ ra khá hào hứng nói về cuộc sống hôn nhân tương lai. Bạn Muốn Hẹn Hò, cặp đôi Mỹ Anh và anh Tuấn. Lý giải cho điều này, anh Tuấn cho biết, anh không đồng ý ở đây không phải vì anh chê em. Công việc cũng như hoàn cảnh của anh không có quá nhiều thời gian để dành cho em hết được. Vì anh thấy em là một người phụ nữ rất là cá tính, thích đi phượt, ngược lại, anh đến tuổi này thì anh lại không muốn đưa nữa. Có lẽ anh Tuấn đã có chút hiểu lầm với những chia sẻ của chị Mỹ Anh. Chị Mỹ Anh thích đi phượt nhưng chị là một người mẹ, chị cũng không có nhiều thời gian để thỏa mãn đam mê như thời còn son rỗi. Cái sự thích đi của em không có nghĩa là đi liên tục, mà một năm có thể đi một tới hai lần. Em cũng đâu có thời gian đi nhiều, em còn phải lo cho con em nữa. Em chỉ đưa ra sở thích của mình và hỏi anh có thể cùng em đi hay không, chị Mỹ Anh nói. Nguyên nhân không bấm nút là như vậy, có lẽ cả hai có hoàn cảnh rất giống nhau, có thể đồng cảm với nhau nhưng trái tim lại chưa rung động.